hai đứa trẻ này bị đám chim trời bay đến tấn công, chúng vừa bỏ chạy vừa ném lựu về phía lũ chim. Đột nhiên một con lao đến cắp Leslie bay đi, Jesse vội bám lấy chân Leslie, con chim không chịu được sức nặng nên đâm đầu vào gốc cây. Thế là hai đứa trẻ đã thoát được nguy hiểm. Cậu bé Jesse này sinh ra trong một gia đình nghèo. Cậu có sở thích đặc biệt với việc vẽ tranh ảo tưởng. Trong nhà cậu có đến 5 chị em, cậu thường xuyên bị chị mình bắt nạt, nhưng chỉ dám ngồi im mà nhìn con kiến. Nhà nghèo nên cậu phải đeo giày của các chị. Hôm nay ở trường có cuộc thi chạy, cậu không muốn mang đôi giày màu hồng đến trường, nên cầm cái bút lên che những chỗ màu hồng đi. Trong lúc tưới cây không may bị nước bắn vào giày, ở lớp một người bạn đã phát hiện ra đôi giày, nên coi cậu bé như một người lập dị. Hôm nay lớp cậu có thêm một bạn mới, có vẻ các bạn trong lớp không ưa Leslie lắm. Vừa đến đã bị bạn bè thu tiền đi vệ sinh, Leslie là lính mới nên không dám đụng chạm. Hôm nay cả Leslie và Jesse đều tham gia thi chạy. Thấy Jesse đang dẫn đầu cuộc đua, em gái hăng hái nhiệt tình cổ vũ. Không ngờ Leslie lại vượt trước giành được chiến thắng. Jesse thất vọng ngồi phịch xuống đất. Leslie chiến thắng quay lại làm quen với cậu. Hơn nữa cô còn là hàng xóm của Leslie. Về đến nhà cậu chẳng được ai chào đón. Đã vậy người bố luôn bênh vực em gái, còn lấy quyển vở vẽ của cậu đưa cho người em. Mọi việc vặt trong nhà đều do cậu làm. Jesse luôn khao khát được bố quan tâm một chút. Cậu bé cũng có niềm đam mê với tiết âm nhạc, tiết nào cũng say đắm từng giây từng phút. Bây giờ cậu mới có người bạn là Leslie. Trên đường về, Leslie trông thấy tranh của Jesse. Cô bé rất thích tranh vẽ của cậu, còn đặc biệt dành lời khen cho cậu bé. Bố của Leslie là một nhà văn, nên cô bé thường có những ý tưởng rất độc đáo. Leslie thường xuyên được đọc bài viết của mình trước lớp. Jesse bên dưới không ngừng tưởng tượng lại khung cảnh, dường như cậu bắt đầu hứng thú với cô bạn này. Cô giáo bảo học sinh viết về chương trình trên TV. Leslie liền nói nhà mình không có TV, bố cô nói sóng điện tử sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Câu nói đó làm các bạn cười ầm lên. Chỉ có Jesse là hiểu được cảm giác bị cà khịa. Thấy Leslie ngồi vào chỗ của Avery, em gái trông thấy vội hét lên nhắc nhở. Jesse vội chạy đến kéo Leslie đi. May mà không có chuyện gì xảy ra, hai con người không có bạn ngồi chung với nhau. Chiều đến còn thi chạy cùng nhau chạy đến cuối khu rừng. Chúng vô tình phát hiện ra một khe suối nhỏ, trên cây còn có một sợi dây ma thuật. Leslie lấy cành cây khô kéo sợi dây lại, sau đó bám chặt sợi dây đu qua đu lại. Chúng nhìn thấy những đám mây bay tự do trên bầu trời. Chúng không biết sợi dây này liên kết hai thế giới khác nhau. Leslie và Jesse lần lượt đu sang bờ bên kia. Ở đây chúng vô tình lạc vào thế giới thần tiên. Chúng bắt đầu tưởng tượng ra thế giới của hai người, một vương quốc chỉ có hai người tồn tại. Đột nhiên họ trông thấy một người áo đen kỳ lạ, trên cây còn có một căn nhà cũ kỹ, thì ra đây là một vương quốc phép thuật. Những con chuồn chuồn này chính là chiến binh, chúng đến đây để giải cứu tội phạm của ma vương và là vua của vùng đất xinh đẹp này. Leslie đứng lên nói với những tù binh đang bị giam giữ, không ngờ Jesse lại có hứng với câu chuyện này. Từ đó chúng bắt đầu sửa sang lại ngôi nhà, đó chính là ngôi nhà bí mật của hai đứa trẻ. Jesse ở lớp cũng hòa đồng hơn trước, cùng hát hò với bạn bè trong lớp. Tan học thấy cô giáo bê một đống đồ nặng, nhưng Jesse vẫn không dám đến giúp cô giáo. Lúc về, Avery cố tình ngã để gây chuyện với Jesse, tài xế thấy vậy liền đuổi cậu xuống xe. Jesse tuy đúng nhưng không dám phản kháng. Cậu đi bộ về thấy Leslie đang đợi cậu bên đường. Từ bộ quần áo biết được cô cũng xảy ra xung đột. Một hôm cậu dẫn Leslie về nhà mình chơi, mọi người trông thấy đều rất ngạc nhiên. Sau đó chúng lại kéo nhau đến ngôi nhà bí mật. Một con sóc đột nhiên ném xuống quả lựu đạn. Chúng chính là binh lính của ma vương hắc ám. Chúng vội nhặt lựu đạn lên chiến đấu với kẻ thù. Lúc khẩn cấp, Jesse đấm một quả đánh bay binh lính. Hai đứa trẻ trèo lên một ngọn cây, chỉ cần tưởng tượng là nhìn được khung cảnh thần tiên. Hôm nay cả nhà làm một cái bánh chúc mừng sinh nhật cậu, người bố còn mua cho cậu một bộ đồ chơi, Leslie cũng tặng cho cậu một bộp bút màu. Sau giờ học chúng lại đến trang trí ngôi nhà, một cái cây khô đổ được ma vương phái đến ngôi nhà. Hai người ra ngoài liền thấy dấu chân quái vật khổng lồ, chúng dũng cảm chạy đi tìm quái vật. Về nhà, Jesse thả con chuột mà bố mới bẫy đi, người bố biết được đã trách mắng cậu vì nó đã cướp mất thức ăn nuôi sống cả gia đình. Một hôm em gái cậu bị Avery cướp mất bánh, em gái mong Jesse lấy lại bánh giúp mình. Mấy cậu nhóc thấy vật cũng muốn Jesse giúp vì chúng muốn được tự do đi vệ sinh. Leslie dẫn một đội quân đến khiêu khích Avery, nhưng Jesse đến kéo em gái sang một bên. Không phải vì cậu không muốn đánh lại, mà là sợ bị nhà trường đuổi học. Nhìn thấy chú chó bên đường, cậu liền nhớ đến Leslie, vì cô ấy muốn có một chú chó. Hôm sau khi Leslie đến ngôi nhà trong rừng, Jesse mang đến một chú chó tặng cho cô. Chú chó này đánh hơi rất giỏi, dẫn hai người đến trước một đôi chân bốc mùi. Đôi chân liên tục đuổi theo bọn họ. Đột nhiên chú chó điên cuồng cắn ở đằng sau. Hóa ra người khổng lồ đã hiện nguyên hình. Chú chó xông lên cắn ngón chân người khổng lồ, lôi ra được đống ghét cho hắn ta. Người khổng lồ hết ngứa liền bỏ đi. Đột nhiên Leslie nghĩ ra cách tìm điểm yếu của Avery. Jesse giả danh viết thư tán tỉnh Avery, sau đó lặng lẽ kẹp vào quyển sách của cô. Thế là cô ta trở thành trò cười của toàn trường. Bọn chúng
liên tục trêu đùa Avery, Leslie và Jesse vô cùng mãn nguyện. Em gái Jesse nở một nụ cười sung sướng, thấy nhà Leslie đang sửa chữa ngôi nhà. Jesse vui vẻ đến sơn giúp họ bức tường, vừa sơn vừa nhảy múa để giảm đi nỗi nhàm chán, cho dù thành quả không được đẹp cho lắm. Về nhà, Jesse vui vẻ làm hết mọi việc mẹ giao. Hôm sau, Leslie thấy Avery khóc trong nhà vệ sinh, nên cô đã vào hỏi thăm Avery. Hóa ra bố mẹ Avery thường xuyên xảy ra xung đột. Hôm qua cảnh sát đã đến bắt bố cô ấy đi. Hàng xóm đã biết sự việc này, khiến bạn bè đều cười nhạo Avery. Leslie kể cho Jesse biết những gì Avery đã nói. Cô ấy còn nhờ Avery cho mình lời khuyên. Leslie nói bản thân đôi khi phải giả điếc để sống, mọi đau buồn rồi sẽ trôi qua. Một hôm bố Jesse đưa chìa bảo cậu đi lấy đồ. Cậu bé không may làm rơi mất chìa khóa. Người bố thấy vật vô cùng tức giận vì nó có chìa khóa nơi ông làm việc. Không ngờ em gái lại mang chìa khóa đó cho Leslie để cô làm chiếc chuông cho ngôi nhà bí mật. Thế là hai người đành đi đến đó lấy chìa khóa về. Mấy hôm nay trời mưa nhiều làm nước dâng cao, hai người vừa nhảy qua thì thấy bóng đen xuất hiện, con sóc khổng lồ kéo dây khiến hai người bị ngã. Sau đó là vô số con quái vật khác, chúng xông đến tấn công hai người. May mà chú chó đến kịp cắn vào mông con sóc. Leslie nhân cơ hội đạp nó bay lên ngọn cây. Bỗng Jesse biến ra một cánh tay sắt, cậu đấm hai nhát liền hạ được hai con sóc. Tiếp đó là đám chim trời bay đến tấn công. Hai người vừa bỏ chạy vừa ném lựu về nó. Đột nhiên một con lao đến cắp Leslie bay đi. Jesse vội bám lấy chân Leslie. Con chim không chịu được sức nặng nên đâm đầu vào gốc cây. Chúng nhân cơ hội vội vàng bỏ chạy, khó khăn lắm mới thoát được sự truy đuổi. Leslie vừa mở chiếc túi của mình ra, ánh sáng chiếu lên hiện ra chùm chìa khóa mà đội quân sóc khổng lồ đã đuổi đến nơi. May mà một binh đoàn chiến sĩ rừng xanh xuất hiện, chúng đánh cho bọn quái vật chạy tan tác. Jesse nhân cơ hội trèo lên cây lấy chìa khóa, không ngờ lại bị chim ưng tấn công. Cậu rơi từ trên cây cao xuống dưới, may mà được một bàn tay khổng lồ đỡ được. Người khổng lồ trước kia vô cùng độc ác, hơn nữa nó rất giống Avery. Cũng may Jesse kịp thời lấy được chìa khóa. Lúc quay về, bầu trời bỗng đổ cơn mưa khiến dòng nước tăng cao và chảy xiết. Hai đứa trẻ đu dây trở về nhà mình, chúng tạm biệt nhau trong cơn mưa. Jesse đem chìa khóa đưa cho bố mình. Hôm sau, cô giáo mời cậu đến viện bảo tàng. Lần này Jesse đi một mình mà không có Leslie. Cô giáo muốn nhân dịp này giúp Leslie mở rộng tri thức. Lúc trở về thấy mọi người có vẻ sầu não, mọi người đều cho rằng Jesse đã chết vì sợi dây thừng trong rừng bị đứt. Leslie bị đập đầu vào gốc cây và rơi xuống nước. Jesse không dám tin vào sự thật này. Đến khi cậu thấy rất nhiều cảnh sát ở nhà Leslie, trở về nhà cậu tự nhốt mình lại trong phòng. Hôm sau bố mẹ dẫn Jesse đến đưa tiễn cô bé. Bố Leslie đến ôm Jesse và cảm ơn cậu vì cậu chính là người bạn thân nhất của cô bé. Một hôm cậu bạn bên dưới trêu chọc mình, Jesse trực tiếp giơ tay lên đấm cậu ta. Giờ âm nhạc cũng không còn hứng thú với cậu nữa. Trong lòng cậu lúc nào cũng nghĩ về Leslie. Một ngày cậu bị bạn bè trong lớp bắt nạt, Avery liền giúp cậu trừng phạt tên đó. Trên đường về còn đến ngồi cạnh Jesse. Hôm sau Jesse lại đến ngôi nhà bí mật, thấy một cây cổ thụ bị đổ sang bờ bên kia. Cậu vội chạy sang bờ bên kia, nhưng hiện giờ chỉ còn lại mình cậu, chỉ có em gái cậu bám theo đằng sau. Vậy mà cậu lại đẩy cô bé ngã xuống đất, sau đó một mình chạy vào sâu trong rừng, cầm màu vẽ đổ xuống nước hy vọng Leslie nhìn thấy. Đột nhiên quái vật áo đen lại xuất hiện, Jesse trông thấy vội vàng bỏ chạy, quái vật đuổi theo ngay phía sau. Hóa ra quái vật áo đen chính là bố Jesse. Người bố ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi, Leslie là một cô bạn hiền lành, cô bé đã mang đến những điều đặc biệt cho cậu. Nó sẽ luôn tồn tại trong trái tim Jesse. Jesse trở về nhà xin lỗi cô em gái. Cậu phát hiện ra bức tranh của em gái vẽ anh trai là dũng sĩ đang tiêu diệt quái vật. Không ngờ em gái lại yêu quý anh trai như vậy, nên cậu quyết định làm cây cầu nối hai bên bờ để em gái có thể đến ngôi nhà bí mật. Sau đó còn đội cho em gái một vương miện cỏ. Từ đó em gái trở thành chủ nhân của xứ sở thân tiên. Chỉ cần mở rộng trái tim của chính mình thì có thể nhìn thấy vương quốc tưởng tượng. Cuối cùng em gái cũng nhìn thấy thế giới của riêng mình. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!